À, có rất là nhiều loại kem nha các bạn. À, rất là nhiều loại kem nha các bạn. Ồ, quá nhiều kem rồi các bạn ơi. À, các bạn đi hội chợ nhớ dùng cây kem này rất là mát nha các bạn. Xin chào. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn cái lễ hội bánh dân gian ở thành phố Cần Thơ nha các bạn. Rất là tuyệt vời. Mình mời quý vị và các bạn cùng mình tham quan cái khu vực lễ hội bánh dân gian nha các bạn. Rất là tuyệt vời các bạn ơi. Đây là cái biểu tượng của cái bánh xèo nha các bạn, bánh xèo khổng lồ. Mời quý vị và các bạn cùng đi với mình nhé. Các chị rất là tuyệt vời, cảm ơn chị. Rất là tuyệt vời các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn những cái khu vực lễ hội bánh nha các bạn. Đây. Rồi mình giới thiệu tiếp tới quý vị và các bạn cái tòa nhà trung tâm nha các bạn, nơi diễn ra cái lễ hội bánh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nha các bạn. Rất là đẹp. Khu vực này mình thấy rất là rộng. Mình sẽ ghi hình xung quanh cái khu vực này cho các bạn xem. Cái lễ hội rất là nhộn nhịp nha. Đó, các bạn thấy là cái khu vực này rất là lớn. Có đồ chơi cho con nè, nắng quá nè. Ở đây người ta hàng năm người ta tổ chức cái lễ hội để mà giới thiệu những cái món ăn cũng như là những cái đặc sản của địa phương mỗi cái vùng miền ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long nha các bạn. Đây là cái làng nghề làm bột nha các bạn ở Đồng Tháp. Đây là những cái dụng cụ mà người ta làm bột ngày xưa nha các bạn. Giống như mình thấy có cái cối bằng đá nè. Cối xay bằng đá nè các bạn. Và đây là cái như là cái máy. Cái máy này mình cũng như máy gặt lúa, máy đập lúa gì á. Đây. Để mình thăm. Đây là cái gian hàng bánh nha các bạn. Rất là nhiều bánh nha các bạn. Mời các bạn đi gian hàng, nhớ ghé gian hàng dùng thử nha các bạn. Rất là tuyệt vời.
À, đây là gian hàng kem nha các bạn. À, gian hàng kem rất là tuyệt vời các bạn ơi. Đó, thì khách hàng có thể đến và thưởng thức những cái cây kem nha các bạn. Ồ, rất là tuyệt vời các bạn ơi. Ồ, rất là ngon, rất là tuyệt vời. À, cái không khí nóng bức như thế này mà dùng một cây kem mát rất là tuyệt vời nha các bạn. Rất là tuyệt vời. À, có rất là nhiều loại kem nha các bạn. À, rất là nhiều loại kem nha các bạn. Ồ, quá nhiều kem rồi các bạn ơi. À, các bạn đi hội chợ nhớ dùng cây kem này rất là mát nha các bạn. Xin chào. À, rất là tuyệt vời các bạn ơi. Kem đi, kem đi. Kem đi, kem đi. À, các bạn thấy rất là đông khách hàng các bạn ơi. À, mời quý vị và các bạn đi tiếp với mình nhé. Xin chào. À, các cô gái ở miền Tây rất là vui các bạn. À, bây giờ mình mời các bạn tham quan cái gian hàng như là sô cô la nha các bạn. À, em cục sô cô la. Rất là tuyệt vời các bạn ơi. Để anh quay. Ô, đây là sô cô la nha các bạn. À, rất là tuyệt. Đây là cacao. À, cacao tự nhiên. À, cacao nha các bạn. Cà cao Việt Nam rất là tuyệt vời. À, thì bên đây mình thấy có một cái gian hàng của là bánh phồng tôm nữa các bạn. À, bánh phồng tôm. À, bánh phồng tôm nhà cổ nha các bạn. À, khách hàng có thể thưởng thức những cái hương vị của cái bánh mồng tôm rất là thơm ngon nha các bạn. Ồ, rất là tuyệt vời các bạn ơi. Bánh mồng tôm nhà cổ. Giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn cái gian hàng của cái thạch nha các bạn. À, đây mình coi cái anh cua ra nè. À, cua trong cái hộp ra đó các bạn. Anh cứ cắt đi anh. À, cắt đây. Ồ. Cái này giống như sinh sáo vậy ha. Không phải sinh sáo hả? Đó là thành em và thành mình kết hợp với mật ong. Có hoa kim ngân này, lá dâu, bồ công anh, linh. Em có 3 vị đấy. Xem bên đây. Đó, thì đây là cái thạch nha các bạn. Thạch. Không phải sinh sáo đâu. À, không phải sinh sáo, nó có mấy cái mùi vị nha các bạn. À, vị mật ong nè. À, vị đậu đỏ nha các bạn. Cái này chắc mình về mình ăn với nước đá hả? À, nước đá nước đường.
rất là ngon nha các bạn. Rất là quá nhiều và các cái mặt hàng được giới thiệu nha các bạn. Bây giờ mình mời quý vị và các bạn cùng mình tiếp tục tham quan những cái gian hàng của những cái đơn vị ở thành phố Cần Thơ nha các bạn. Mình thấy là có gian hàng của huyện Cờ Đỏ nè, rồi Bình Thủy nè các bạn. Các bạn thấy là ở cái khu vực này cũng rất là nhiều cái gian hàng nha các bạn. Các bạn mời các bạn cùng mình tham quan cái nơi mà làm cái loại bánh cốm dẹp nè các bạn. Cốm, người ta làm gạo đường, người ta làm cốm nè các bạn.